Trong cái video này chúng tôi xin chia sẻ tới các bác cái cách chữa cái nứt gót chân nhé, bằng cái thảo dược. Đầu tiên đấy là nguyên liệu là các bác dùng một củ khoai tây, một quả chanh và một ít muối trắng. Khoai tây thì các bác gọt vỏ ra, sau đó thì thái nhỏ rồi giã rừ, sau đó ép với nước, rồi bắt lấy một thìa cốt nước chanh trộn đều, sau đó thì cho thêm một thìa muối trộn đều nữa. Như vậy là các bác được một hỗn hợp dung dịch rồi gồm có muối, chanh và khoai tây, xong đó thì chúng ta bôi vào cái nứt kẽ gót chân nhá. Cách tiếp theo đó là dùng quả chuối này, các bác bỏ vỏ ra, xong đó là thái lát thành những miếng nhỏ rồi cho vào cối hoặc phải cho vào máy xay xay nhuyễn ra và lấy cái hỗn hợp đó bôi vào gót chân, thế là cũng được rồi nha. Cách tiếp theo là các bác dùng một quả đu đủ và một quả chanh nhé. Hai hỗn hợp này thì quả đu đủ các bác gọt bỏ vỏ, lấy mỗi cái thịt quả đu đủ thôi nha, rồi xay hoặc là giã nhỏ lên rồi vắt nước cốt chanh vào, sau đó thì ta có thể ngâm cái gót chân nứt đấy vào trong cái hỗn hợp là đu đủ và chanh nha. Tiếp theo nữa là các bác dùng cái miếng thanh cây nha đam nhé, cây nha đam thì các bác dùng cây nha đam thì các bác bỏ vào ngoài đi, lấy cái ruột đến trong ấy nha, trước khi là mà sau đó để bôi vào gót chân. Nhưng trước khi bôi vào gót chân ấy, thì các bác vệ sinh sạch cái gót chân nó bằng cách là ngâm cái gót chân ấy vào dung dịch nước muối 9 phần nghìn nhé một lúc, sau đó thì các bác dùng cây nha đam đó đắp lên phía chân bị nứt nhé. Một cách nữa là dùng cái bánh răng này, quả chanh này và mật ong nhé. Thì hỗn hợp này các bác cho một thìa cái bánh răng này, hai thìa nước cốt chanh này và khoảng hai thìa mật ong, các bác trộn đều lên, sau đó thì cho gót chân nứt vào ngâm vào trong cái hỗn hợp này hoặc có thể bôi nhé. Trước khi ngâm hoặc bôi vào cái hỗn hợp này thì các bác nên ngâm cái gót chân bị nứt ấy vào trong cái nước muối 9 phần nghìn một lúc, xong rửa sạch rồi hãy bôi hỗn hợp này vào. Ngoài các cách trên thì chúng tôi còn có các cái thảo dược để bôi chữa cái nứt gót chân hoặc nứt đầu ti hoặc nứt hậu môn rất là hiệu quả. Các bác nào mà muốn tiện dụng thì có thể đặt mua một hộp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.